Sau đây Bích Liên xin phép mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây, đó là chị Nga. Bây giờ chị Nga cho thính giả được biết là chị gọi từ đâu thưa chị? Tôi đang ở Boston. Dạ thưa chị Nga, chị ở thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Ngày hôm nay chị có thể chia sẻ với thính giả đang nghe đài là trước khi chị dùng EV Princess này, chị có dùng qua mỹ phẩm nào chưa và kết quả cũng như da chị như thế nào? Trước khi dùng EV Princess thì dùng cái Obagi. Ban đầu thì coi như là hồi đó nó rất là nám. Nó nám đen luôn, cũng như là thấy sợ lắm. Mà cái da nó dày ghê lắm. Khi mà mình dùng một lúc cái Obagi thì thấy nó là nó đỏ. Và sang qua dùng cái EV Princess thì trong vòng chỉ có 5 ngày thôi là cái da nó đã đẹp một cái rõ rệt. Nó những cái đỏ trên mặt không còn nữa, mà cái da nó lại trắng trẻo, mịn màng. Và phải nói trong vòng 5 ngày chưa tới một tuần lễ, kết quả thật là không ngờ. Cái hồng, làn da trắng mà trắng hồng, đẹp, rất là đẹp, ai cũng khen. Đi vô chỗ làm ai cũng khen, rồi mình cũng có giới thiệu. Tôi cũng có giới thiệu cho những người mà đã bị cái da mặt nó không có đẹp, thì thấy cái da mặt của mình người ta không có thể ngờ được. Mình mới giới thiệu cho họ cái EV Princess và họ đã order và xài. Tất cả mọi người nào xài thì cũng có kết quả giống như nhau. Khoảng 4 ngày, 3-4 ngày là thấy nó lạ liền. Cũng như sáng mình rửa mặt cái nó tróc tróc những cái da già, da chết, những cái da mà nó đen đen, nó không có good đó, nó tróc ra thì tự nhiên thấy da mặt nó khác liền luôn đó. Chị Nga có thể cho biết chị dùng EV Princess này được bao lâu rồi? Mình dùng này cũng 2 năm ạ. Khoảng 2 năm. Vậy khi chị dùng dược mỹ phẩm EV Princess này, da chị đẹp thì tất cả bạn bè và người thân chị đều thấy phải không thưa chị? Họ thấy rất là lạ luôn á, họ nói sao mà lúc này đẹp quá, trẻ quá. Thì mình giới thiệu phải nói là rất là hãnh diện, mà giới thiệu không có ngại ngùng, mà cũng không có cái kiểu như là phải chần chờ gì hết. Cứ đưa cho họ, nói nếu cần bây giờ chưa có order kịp thì tôi còn dư một bộ tôi cho xài thử luôn. Em mới thấy chị order, bây giờ chị gọi qua order nữa. Nào lần 5 bộ mua xài rồi chia lại cho các bạn bè trong gia đình xài thì người nào cũng chịu. Cũng rất là chịu. Mình thấy rất là good và rất là cảm ơn các bác sĩ đã tìm tòi nghiên cứu. Ngoài cái vấn đề business còn có một cái phục vụ nữa đó. Tại vì phụ nữ là quý vị biết là rất là cần cái làn da cho đẹp, tạo cho người ta cái tự tin, tạo cho người ta thêm cái hạnh phúc và yêu đời. Thì mình thấy ngoài cái mình dùng nó đẹp, mình rất là cảm ơn các bác sĩ đã nghiên cứu dày công, mà nghiên cứu đã tạo ra cái bộ mỹ phẩm này rất là tuyệt vời. Phải nói là làn da thiệt giống như princess thiệt đó. Bích Liên thành thật cảm ơn chị rất nhiều đã chia sẻ cái sự hiệu nghiệm tuyệt vời của dược mỹ phẩm EV Princess. Thính giả cũng như khách hàng đang dùng EV Princess chắc chắn là đang nghe chị và cũng có những kết quả tuyệt vời giống như chị. Thích hợp cho mọi làn da, tại vì mình thấy là mọi làn da làm sao, mình thấy là trong cái bạn bè của mình và trong cái thân tộc của mình và đã xài qua những cái này, phải nói rằng người nào cũng chịu hết, không cần biết da nhờn, da khô, da gì. Thành ra cho nên mình rất là hãnh diện vì mình đã xài được cái mỹ phẩm nó đẹp là một, và rất là cảm ơn các bác sĩ đã dày công nghiên cứu. Tại vì mình xài mình mất tiền nó không có là bao nhiêu, nhưng mà cái công của các bác sĩ nó mới là nhiều. Cái của ông đồng cái công tới một lượng. Thành ra cho nên mình phải nói là nhân tiện ở đây được nói chuyện với Bích Liên ở bên đó, thì mình cũng có lời cảm ơn tất cả những bác sĩ cũng như những người đã find out, tìm tòi ra, nghiên cứu và tìm tòi và đã phổ biến ra cho khách dùng. Thì phải nói rằng không biết nói lời gì, xin thành một lần nữa cảm ơn và chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng dày công nghiên cứu và tìm tòi để phục vụ cho phụ nữ, nhất là phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ. Chỉ có điện thoại order hàng thôi, chưa thấy mặt gì hết. Bích Liên xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ của chị. Và thưa quý vị đang nghe cái lời chia sẻ của chị Nga, quý vị nhận thấy được đây là sự thật mà chị Nga rất hài lòng với sự hiệu nghiệm tuyệt vời của dược mỹ phẩm EV Princess. Bích Liên có cảm nhận là chị rất là vui, chị rất là hạnh phúc khi chị có làn da đẹp, có phải không chị Nga? Rất là hạnh phúc, rất là tự tin. Rất là tự tin, tại vì nói chứ trước kia cái làn da mà nó không có đẹp phải nói rất ngại ngùng. Mỗi lần đi ra là phải dùng phấn nhiều mà lại cũng không có che hết được á, mình cũng có cái mặc cảm.
nhưng mà từ ngày xài đến bây giờ thì thấy không có cần dùng son phấn gì hết. Cái đó nói thiệt, chỉ ra ngoài là sức chống nắng vô là đẹp rồi. Phải nói là rất là good, rất là good, perfect luôn. Dạ vâng, Bích Liên cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào đài ngày hôm nay. Dạ cảm ơn, dạ cảm ơn rất nhiều. Vui và bye bye chị. Dạ bye bye.